Ủa vô game rồi hả? Tự mua game test thử xem nào. Rồi làm sao mọi người? Ứng sao? Để hướng dẫn mà. Ui đây rồi, quick CV của mình đây rồi. Mọi người chọn con nào? Cái nào cá chơi con này nhỉ? Con này nhìn này, chất lượng này. Ôi ôi, thằng Ôi anh để thắng bắt là đâu? ma rồi, thằng thắng là ma rồi. Chơi sao vậy? Ready, ready, ready. Yeah, ready. Từ từ chọn skill đó, người chọn thêm skill đi. Chọn thêm skill kìa. Cho tôi làm ma là cút mẹ rồi. Hey. Thề con Freddy đúng đẹp luôn á. Nhìn chết vậy. Biến hình sao? Biến hình sao? Biến hình sao? Đúng rồi mà, góc nhìn này mà. Đúng rồi, góc nhìn thứ nhất mà. Khi nào em sửa máy kia mới là góc nhìn. Mọi người, biến hình như thế nào? Biến hình sao vậy mọi người? Chụp phải, chụp phải, chụp phải. À, ok. Không. Chết mẹ rồi. Ủa, chụp trái mà. Trái, chụp trái. Ừ, chụp trái, chụp chết trái. Mẹ à. Lâu rồi. À. Đây. Sao kim em sớm vậy? Sửa máy đi mọi người, cắt canh cho. À, thằng thắng nha. Làm sao lại biến hình lại nhỉ? Ôi, làm sao nó chạy nhanh vậy mọi người? Làm sao lại biến hình lại nhỉ? Chụp phải, chụp phải, chụp phải. Em ở đây đây. Đang ăn cô kịp thở. Ủa, làm sao để lượm được mở được nước? 1.000 tiền kiếm được. Khi mà mình à, ok. Ủa, chạy nhanh là như thế nào vậy mọi người? Không, không có chạy nhanh đâu. Tùy à. Công em kiểu tùy công á. Không biết chỗ nào đang bị sửa trời. Gần em có máy sửa à? Nè, à, máy sửa máy phải rồi. Ủa? Nữa. Sao có người ép quay vậy? Anh đang quá đáng vậy. Đồ tồi. Đồ tồi. Tôi sẽ bắt đầu. Mọi người đi nhà để cắt sữa. Thề luôn. Kết sữa đâu ấy kết nhờ. Ai biết đâu. Màu đỏ. Đỏ hết luôn mà. Ờ, có mấy cái lận mà. Mẹ đâu, sao mấy cái lận anh ơi. Cứ nữa anh em à, ôi cướp thật. Đâu ý mọi người, anh ở đâu đấy? Cái này à? Quá tốt bụng, quá đáng yêu. 10 điểm cho anh. À, chạy đi, chạy đi. Thắng bắt em. Chạy đi, chạy đi em ơi. Chết rồi. Sai. Ai đó đang bị gượt. Kết đúng không kết nhờ? Không phải cá, không phải cá. Phải kết. Chấm hỏi. Chạy đi, chạy đi, chạy đi, núp đi, núp đi, núp đi. Chóng rồi, chóng, chóng. Đập vào đâu? Rồi sao? Ừ. Một người đâu? Hãy cho nó đâu anh. Anh ở đâu giờ nhỉ? Hay em dắt đi vòng vòng chơi nhé anh Quân nhé. Anh thắng cam rồi, ác quá à. Cam gì? Cam là sao? Cam như nào? Thế. Ơ kìa, ủa? Bị gì đấy? Cho nên là bị choáng đấy. Bị choáng đấy. Help me. Where are you now? Trời ơi. Em sẽ không tha cho anh đâu, anh đừng có chạy. Ủa, to quá. Anh bơm Wii Gaming. Em khó vãi nhờ. Mày. Ok à, không sao, không sao, không sao. Có, mình có skill nha, mình có skill nha mọi người. Tiếng hay thế nhờ, chạy tới chỗ cái ghế luôn mà. Mới chết nè. Help me, Feli á. Đợi em xíu nha.
con, nó còn cam không mới đi được. Để bút đang ở chỗ cát nha. Để bút đi ra ngoài rồi. Nghe vậy? Ở đây. Tôi không bị cách lừa đâu. Đi 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 đâu đây? Đi đâu đây? Biến hình đi. Biến hình đi. Trời ơi. Trời ơi. Cứu em ơi, cứu tôi ơi, cứu tôi ơi. Nhanh nhanh ơi. Cút rồi. Anh còn 3 mái dài thôi. Chị em qua em gặp anh, em đứng đợi anh nha. Ồ, ai cho thế. đây đúng không nhỉ? Tự nhiên ngã xuống chi vậy? Thôi cút luôn rồi. Nãy mới cứu ai á? Ủa? Chết rồi, anh ấy bị nhốt quá nhiều lần. Đợi em xíu. Anh chết rồi, đợi chết luôn rồi. Hả? Từ từ. Đang ở đằng nào vậy? Chỗ cũ của em ơi. Yeah. Mọi người ấy đi, cát đang chạy được rồi. Cát đang chạy được rồi. Em không thấy. Đâu vậy? Ở đây rồi. Nhanh ơi, cút. Ủa bị gì? Tam hết nhập vô đồ được rồi ta. Từ trái. Có những cái đồ là mới bấm được, có những cái đồ là không được. Đúng rồi, có đồ. Trời, em nấp nhiều chỗ quá đỉnh. Ơ mọi người. Cái quỷ đừng ra. Nắp đi. Ủa? Sao biết em ở đây? Thì các là đứng ở đây mà chả không biết. Bắt người đuổi thấy. Vậy là Tiến ở gần đây hả Tiến nhờ? Anh thắng cam đúng không? Cam gì đâu, cam hồi nào? Mọi người sửa máy đi mọi người. Mọi người sửa máy đi, còn đến 1 phút hơn lại. Cứ sửa đi. Đừng cứu cát vội. Tao. Đừng cứu, cứ sửa đi. Anh báo chưa? Cứ sửa đi. Ok. Thắng đang ở gần lắm, thắng đang ở gần cát lắm. Ừ, thắng là ở cát, cứ sửa đi mọi người. Thắng nó me tao rồi. Thắng ơi, tao đang nhìn đấy, thế nào thấy được đâu. Thôi tha mày đó. Sửa đi mọi người. Nó đi được ngay, xong, nó đi được ngay, cẩn thận ơi, phê lì. Ừ, đi rồi nhá. Biến hình đi. Em không nhấn được. Cứ sửa em đi. Em không nhấn được. Okay, chết luôn hả? Em không biến hình được. Ok, phải lấy không sao ấy. Biến hình lúc nào đó mọi người nhờ? Đâu, người mới biến hình được chứ em. Ờ, thì ý là hồi em hoài người này. Em như chục trái phải mà. Ý là có những cái đồ biến được, có những đồ không biến được hiểu không? Ok. Nãy em chốt cho nó được mà ta. Nhưng mà nó có cái tích vàng kìa. Có nhiều lúc em bấm nó không nhận nha. Két được cứu hả két nhờ? Đúng rồi. Thắng nó gần. Để bước ở chỗ cái chỗ cái máy á. Để bước vô trong nhà kho rồi. Vô trong cái nhà gỗ rồi. Vô trong nhà gỗ máy màu xanh á. Chết mẹ em lỡ ao rồi em đéo thấy được. Cay thật. Nè, mọi người chưa sửa được máy nào à? Ôi ma thắng mẹ rồi. Đang sửa được á, đang sửa một nửa rồi á. Hello. Trời ơi, biến cái máy to em ơi. Ok à. Nè, em đến chuyện bom em không biết bấm phím nào ấy ạ. Ôi, còn một người thôi. Ủa, chạy đâu vậy? Không... Ủa? Rớt cái đầu rồi. Bấm sách 2 lần để nhảy em. Ủa đâu rồi? Anh lên cái đầu đó là nó choáng á, hiểu không? Nhảy lên cái đầu nó choáng mà càng to càng choáng lâu nhá. Vật nhỏ thì khó choáng lắm. Mà sao? Đầu sao không đầu? Nằm luôn.
Sợ thế. Rồi là quỷ thì không sợ em, nhưng mà anh em biết cách chơi chưa? Chúng ta có chia được chưa nhỉ? Chia ra hai hai bên chưa nhỉ? Lý chưa? Có lên level không nhỉ? Dạ. Em chưa biết sửa nữa này. Xuống được hai lần luôn. Bấm vào là cái thế nhờ. Gần tới cái máy nó sẽ có hướng dẫn này. À. Chuột phải sửa là được. Chuột trái chuột phải là sửa. Chuột trái thì sửa. Chuột trái. Nhưng mà cái lúc mà nó chạy cái này là bấm nút cắt luôn. Cắt. Em không rõ nó hình như bấm ship hay sao ấy. Bên mẹ này. Rồi, lại đâu mọi người. Yo. Yo. Hình như nó ngẫu nhiên làm ma hay sao á mọi người nhỉ? Ngẫu nhiên á. Ủa? À đây rồi, tôi được làm người rồi. Phải lựa những cái thằng nào. Anh bờ mà. Thế anh em có chia ra không nhỉ? Anh em ơi. Chia như thế nào nhỉ? Chia phòng ra không hay là như thế nào nhỉ? Chia phòng là sao? Ý là chia ma mấy người ra hai cái Discord á. À, thôi lỡ rồi chơi mẹ đi. Okay. Nhưng mà em thấy đâu ai biết đâu. Mình nói chuyện cũng không ai biết thiệt. Ready, ready. Đi, thật đi. Mà anh không biết không? Ồ, lúc bị giết có hiển thị ai cần vậy? Animation vậy không? Có hay sao? Không hiểu. Ôi xong cát rồi. Ai đập cửa vậy trời? Húm núm nha. Ôi ơi. Ai vậy? Ma này ma giả dạng nhá mọi người. Đừng tin tưởng ai hết. Thấy có đồ vật nào nhảy đến gần mình chạy luôn nhá. Ồ bụng quá. Cái này không choáng. Nhảy đến đầu nó mà choáng. Choáng rồi. Ấy da. Choáng rồi. Ai sửa đi cứ sửa đi nhá. Lại ghế ngồi cho má em ơi. Đi cái to nhờ. Ngồi yên đây nha, đợi anh tí nha. Ok anh ơi. Có ai cứu tôi không? Thế. Ủa đây bớt hả? Đúng rồi. Tưởng phải lì. Mọi người nhìn bên góc trái là thấy tôi mà. À, ai đây. Chạy làm gì em ơi, chạy làm gì em ơi. Cứu đi. Ôi trời ơi. Anh đang sửa máy. Rồi, anh kiếm cái ghế nào cho em ngồi nha, Feli nha. Đừng có quậy, ngồi yên đi. Ây da. Chạy rồi, cứu. À, chạy làm gì? Sao anh bắt em lần hơi vậy? Nhây à, mọi người sửa đi, em đang nhây á. Nhây. Vô ghế rồi. Cửa này, cửa với nhà quậy này. Ờ, trong lúc, biến được đồ vật rồi nhá. Anh ấy biến được đồ vật rồi. Biến được đồ vật nhá. Anh biến là hình người rồi đây. Biến là đồ vật tiếp rồi. Đồ vật gì? Ai biết đâu. Nhìn vẫn thôi. Hề luôn mẹ thằng Tiến nha. Không cứu đi mọi người, cứu đi. Các đang bận sửa rồi.
Ờ, xong một máy. Ê, sao lưng kìa, Feli ơi. Feli ơi, em không lo thật em. Em gì? Em gác khi dạy Feli. Trời ơi. Thầy ghé tiếp nha. Thì đấy, nói cứu cứu là anh Quân biết mà. Phải, do anh thấy Feli rồi. Thấy mà, thấy em mà. Tại em đang, em vừa sửa xong máy rồi. Chưa? Quan trọng là cứu được chưa? Cứu được rồi à? Đâu, cứu được đâu, tôi cút rồi. Chết luôn hả? Ừ. Ủa, sao để lâu vậy, sao mày không cứu? Vãi, anh xin chi chố anh cái đồ vật đúng đỉnh luôn á. Tao nói cái map này trốn hay thiệt. Ừ, nhưng mà quan trọng là không trốn cũng không win được đâu mọi người. Chơi chơi, không phải là trốn. Chủ ý là mọi người phải sửa máy cơ. Đúng rồi, phải sửa máy. Game này giống như là game Identify á. Ừ, không phải hả? Mười điểm luôn. Trốn lẹ, trốn lẹ, trốn lẹ. Đâu rồi, em tôi đâu rồi. Người, ai sửa được cứ sửa đấy nhá. Em biến này một cây nấm hay sao ấy. À, biến này khung gỗ, ý khung gỗ. Biến này khung gỗ mọi người. Ê, cục mẹ khó thế. Ok rồi. Biến này con ngựa thôi. Biến con ngựa, biến con vịt. Quay quanh ở máy ở giữa. Ủa? Mọi người cứ sửa đi. Quay là máy ở giữa, mọi người cứ sửa đi. Đi 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 đi, quay lại cái máy thứ hai rồi. Này như núp ở trong bụi rậm à. Từ từ. Ai núp trong bụi rậm ấy, ai núp trong bụi rậm đấy. Đừng nói. Anh ơi, đừng có nói gì hết trơn á. Rồi, không biết đâu. Nhìn tưởng con ma chứ. Nè. Không, anh chung đội tôi luôn, chỉ nhìn được tôi thôi. Điên quá, con ma cũng biến thể như vậy được mà. Nhưng mà ông không nhìn được. Nhìn được. Nhìn được. Sau lưng. Sau lưng phải lấy làm gì vậy? Là đang anh bé lên, anh bé lên. Đi ra. Con này nó biến thành đồ vật được, nên mọi người nhìn thấy đồ vật nó khả nghi thì mọi người phải nói. Trời. Do em là người anh thấy đầu tiên, ngồi trời yên nha. Rồi cứu Feli đi kìa, Feli bị ghế rồi kìa. Em không bị gì đâu. Trời ơi, cái này lừa nè. Anh ơi, trốn gần mình này. Trốn. Di chuyển liên tục mới tăng hình được. Đứng im là nó nhìn thấy. Di chuyển liên tục. Biến này càng tóc đen rồi. Rồi xong, nó nhìn thấy rồi kìa, sau lưng luôn kìa. Nó nhìn thấy rồi. Còn đi chung nữa chứ đi này. Đâu vậy? Em đi đâu vậy? Nó biến thành người mình luôn hả? Được luôn hả? Được. Biến được. Quái cái liền. Ai nói okay. Biến đồ vật đi là nhảy lên đầu nó. Biến hay gì con gì đây? Biến này đồ vật nhảy lên đầu. Để choáng. Trời ơi, không may. À, cứu được một người rồi hả? Thì anh bé đây. À đây. Cắn trời. Thôi đừng có quậy. Ghế gần đây nè, mà ngồi nè. Ơ, không có ghế sao vậy? Bước xuống vậy. Lại bé lên tiếp. Từ từ để em xíu. Nhìn. Một người bắt ở đâu vậy? Một người bắt ở đâu vậy? Nhìn trên map M1 ở đó đó. Thôi chạy được rồi. À, trái dừa dễ thương vậy. Ơ, đâu? Ơ, thấy trái dừa đây mà. Ôi. À, bằng nào vậy? Bằng nào đây? 15. Bằng nào? Nấp đây rồi. 15 giây, hay 10, rồi. 9, hay rồi. 8, hay rồi. 7, Feli đã 5 rồi. Trời ơi. Rồi. Thua rồi. Okay. Thế, còn một người áo máy này. Thấy rồi. Ông còn một người hình như tự thua à không? Đánh được à?
Mọi người biến thành đồ vật ra xong nhảy lên đầu nó là choáng rồi nha. Choáng này. Choáng. Đây, người tiếp theo. Ủa, người cuối cùng à. Trời. Bây giờ ném một ghế là Tiến chết luôn này. Tiến ngồi yên nghe, ngoan nghe anh Thư. Khó vãi thề. Tại game mình có 4 đứa, khó chơi lắm, càng đông nó mới dễ, càng đông phải, càng dễ muốn... chơi. Không phải, game này. Đúng rồi. Tức là mọi người sao người không biết chơi đâu. Nó sẽ là ví dụ như nếu mà một người mà bị á thì phải đi một cứu. Một người sẽ là cứu, một người một sẽ người là đi cứu. Sữa. Ừ. Còn mọi người kia là đi sữa. Này không ai cứu cả. Và liên tục báo map cho nhau là con quỷ nó đang ở đâu rồi. Mẹ. Một con quỷ này con quỷ biến hình nhìn đồ vật nào mà đi thong dong giữa đường mà phải báo luôn. Quỷ này ao với tao quá. Ông quỷ này nhìn vậy chứ giả thuộc dạng trung bình thôi. Có nhiều con mẹ Halloween mới bá. Không con Halloween chẳng nói rồi. Con nó cầm cái kiếm chém kinh. Mẹ Halloween còn có teleport nữa thì đánh cái đầu còn gì được. Mày niềm tin mẹ luôn. Teleport nữa hả? Sao thắng? Nó khỏe nhưng mà vẫn có khắc chế đó thôi. Mà quan trọng là mình đéo biết cách. Chơi game này game cuối mọi người, em đi chơi game, đi bắn Valorant. Sao vậy? Tôi đã là quỷ rồi. Cái chứ là làm quỷ lần nào đấy, mẹ à, thề. Con này tâm linh không tốt, chơi này đi. Nên lấy con nào vậy nhỉ? Mọi người nên chọn thêm cái skill của mình nữa đi. Ví dụ cái gì? Ơi. Cầm cây cưa khứa cho nó sướng. Đừng cho con cưa, con cưa nó phế lắm. Ủa em chọn rồi à, chọn lại được rồi đúng không? Cưa phế lắm. Nó ngồi con cưa xong họ chạy mua mất dép rồi. Tí thì cút rồi. Thôi em chọn con này tiếp tục. Đánh được cái là xả tay nó dài thôi. Phế lắm. Ờ nhưng mà sửa cái đó là mình cái lúc mà cái thanh nó chạy là mình bấm nút gì vậy mọi cách, người? Cách. Để đúng cái thời gian đấy mình bấm cách nha. Anh cách nè. Yeah. Cúc tôm anh cách rồi. Sửa. Cúc cái gì? Sửa luôn. Trời ơi. Nó choáng rồi chạy đi. Mất luôn hả? Gần anh này, nó ở gần anh nha. Gần cái đầu mưu đi, trời ơi. Còn em cứu cho. Không, đi sửa đi, cứ đi sửa đi, phải lấy sửa đi. Sửa đi. Đây ở gần em lắm, đây ở gần sửa em đi, lắm. Sửa đi. Đi. Nó đau rồi. Đi nào. Không, vẫn đứng núp đây canh đấy. Sửa đi. Không, đi rồi. Ok. Cứ sửa đi mọi người. Sửa máy nha. Sửa đi. Lại cái chỗ cũ mọi người ạ. Địt lại cay phát mùi. Thế. Sửa máy đi, nó vẫn đang ở chỗ cát nha. Sao nó cứ chỉ qua đây vậy nhỉ? Ok em đang gục em rồi, Trời ơi, ai như vậy? Đang gần em rồi à. Nóc em không rồi. Ờ, nóc rồi, em chạy không kịp. Đang sửa xong hả? Cái gì này? Ủa, kết rồi, kết. Sửa đi. Đâu rồi, phê lì ạ? Cứ sửa đi mọi người, cứ sửa đi. Cứ sửa đi.
thương anh. Không có máy nào xa nhỉ? Ok. Mà cực hoài luôn á. Cứ sửa máy đi, cứ sửa máy đi. Sửa máy đi mọi người. Sửa đi. Đang bắt em, sửa đi. Đâu rồi mọi người? Đâu rồi? Đang gục em, đang gục em. Ơ kìa, chạy nhanh đi. Câu giờ rồi chứ sao giờ? Chết luôn rồi hả? Ừ. Tội theo liền quá. Anh khôn mà anh cứ toàn biết em bị bắt cho đó xong anh cứ quay lại lúc mà em bị em được thả mà. Anh thấy em bị thả mà. Ừ thì thế, anh mới quay lại. Mà tiếc là có cái máy kế bên nữa. Cái map, mấy cái map này khó quá ta. Khó thiệt mà, nhiều máy nữa. Không phải, cái map này nó khó, kiểu như đồ vật nó ít á. Chứ còn bình thường mấy cái map kia nó toàn đồ to nhiều luôn. Ai? Ai vậy? Yeah, trốn được rồi, may quá. Sợ vãi tè. Mọi người, mà sao map lại bé đấy nhở? Yeah, hay lắm, Tiến ơi. Mà Tiến vẫn bị dí rồi kìa. Anh bị dí rồi, mọi người ơi. Ủa, nhấu rồi. Anh chạy đằng sau lưng, hay quá. Trời, nắp rau hay dữ vậy? Hay á. Đỉnh. Giá cao á. Đỉnh. Ai, chụp điểm á. 10 điểm. Anh cứ câu giờ cũng nè. 2. Ơ, fuck. Ok. Chết luôn hả? Mà sao map bé quá mọi người ạ? Má là để mẹ mình có mấy con máy nữa. Có sửa vãi view thè. Chết luôn rồi anh ơi. Nhưng mà anh câu giờ thì tốt rồi. Được rồi, đó đi. Được. Từ từ anh ơi. Chạy đi. Đi rồi đó, tên gì? Đi rồi đó. Đang ở anh mà. Đây, ở anh bầm. Đi rồi, anh tên gì? Quan trọng là bầm gần chỗ. À không, không phải. Sửa đi. Vẫn đang chỗ ăn bờ, mình vẫn chỗ ăn bờ. Đang ở gần anh, cứ đưa đi. Như đi rồi á. Đến kìa. Trốn, tiến. Trốn. Vừa đi ngang qua. Tiến này trốn. Chạy anh qua đây. Rồi, tiến, sửa đi tiến. Ừ. Sửa lên tí rồi. Đang cam anh bầm rồi. Ồ đang cam anh anh bầm đúng rồi. Thấy anh bầm chạy khùng luôn. Thôi. Ủa chém đứt cái đầu cái chai luôn mà. Đang ở gần anh, cứ sửa đi.
Anh Quân lên một lần nữa chạy thoát nha. Cứ sợ đi, cứ sợ đi. Cứ sợ đi, cứ sợ đi. Vô lý đấy nhờ. Mình không thuộc map nên không biết là khu vực này sẽ thông, nó sẽ gần chỗ nào hết mọi người. Tại mình chơi mình đâu biết map đâu anh. Nói chơi mà. Này. Này. MVP man. Anh tiếng chơi game ghê vậy. Tiếng này nó chơi kỹ với Linh hề. Ôi nhưng mà mình sợ hết mới thắng được hả? Đúng. Tự hết rồi phải đi qua cửa nữa, hắn sẽ có mở một cái cửa cho mình đi. Ôi trời ơi, đi qua cửa thì bây giờ thì canh cắm cửa thôi. Rồi với em chơi Identify á, cũng bị cắm cửa đủ má suốt ngày, nó cứ đứng ngay cửa nó cam cây thật. Thì chỉ cần một người nhây thôi, chạy, một người chạy, nhây chạy, để cho kia gục, một người vô rồi. Tiếng sửa tiến, tiến sửa, tiến sửa đi. Sửa đi, á sao? Đừng em ơi, thôi. Sửa đi, sửa đi. Chờ tí trong vui vẻ mà. Trời. Sửa đi, tiến đi. Quậy anh, cửa đi anh. Sửa đi, tiến. Cửa một thư phim rồi. Cái chỗ này sửa rồi. Thế còn máy này chưa sửa vậy? Ủa? Anh tìm. Máy anh sửa xong rồi, máy anh sửa xong rồi. Còn máy nào? Cái màu đỏ mà chưa sửa. Mà sửa xong không... hết rồi đó. Đừng. Ừ đúng rồi, biến nó lấy đi. Bấm ship. Hình như sửa xong hết rồi gì á. Bấm ship. Không, vẫn còn một máy nữa, Máy. Hai máy mà. Ba máy luôn. Ừ, chọn một trong ba máy đi sửa đi tiến đây. Máy đỏ em nghe, lấy mấy cái máy đỏ. Máy xanh là xong rồi, Ui. Nó không. Wow. Gần anh rồi. Để đi chọn một trong ba cái đi. Máy mình nằm ở đâu đâu. Ừ. Cái máy mình nào là mình sửa xong rồi đâu. Chỉ mình biết mà. Có một cái máy màu, có một cái máy đỏ kìa anh. Chạy. Thôi xong rồi. Chọn đi. Nhảy lên đâu, nhảy đúng ở đâu đó. Đó, chạy đi. Rồi xong. Ba. Rồi. Chọn tiếp. Canh mai mà chọn. Rồi xong rồi. Đi rồi mọi người ơi. Uầy, ghế xà phết đó chứ. Có. Lắc đi nào không. Cút mẹ rồi. Đi rồi. Ok. Bỏ em vào ba. Chạy đi. Đúng rồi. Ôi trời. Bỏ em vào ba lô. Cái chuyện là ma bây giờ. Lắc đi. Gần quá, ghế gần quá rồi. Yeah. Thế. Chỗ người không biết chơi khó thắng quá. Ma khỏe thực sự. Mọi người kêu mình, anh em mình chơi quen map á. Ui, mình chơi được nhiều. Mình cho cá là ma một lần đi, mẹ thề. Ngứa tay quá. Một bán nữa không? Yeah. Bán nữa hả? Em hơi báo nha, mọi người chịu nổi không giờ? Em báo lắm á. Không sao. Simon vô kìa. Chị Mon. Mon chơi Brock Knight không? Chị Mon tải chưa? Chị Mon. Sao không chơi vậy? Sao hả? Trời, cứ đeo con bot lo-fi vào đây hoài vậy. Wow, map cũ okay. Cho quen nha. Ok. Map này map mới mà, map này rập tiết hả? Ok, như này mình ấy ngẫu nhiên đấy mọi người. Với trường bình thường nếu mà ma là mình chọn được luôn. Anh muốn làm ma thì đi chọn mẹ lại người. Anh là ma. Anh bầm. Ê, à, muốn đổi làm ma được nè mọi người. Cho cách làm ma đi, đổi được nè. Do you want to snap with the killer nè. Ai đó làm ma đồng ý đi cho cách làm thôi. Mô. Không, em muốn thích làm người hơn. Đi. Em cũng thích làm người thôi. Anh Quân ơi. Làm người. Em làm một lần thôi. Em làm ma một lần thôi. Kìa, em bấm vô chuột trái kìa là okay, đổ được mà. Ok. Được rồi đó. Ok luôn anh ơi. Ready, go.
sửa chung cho nó nhanh, sửa chung nó mới nhanh được. Sao mọi người yên lặng thế? Không khí đáng sợ quá. Em sợ. Tim này em đau tim vậy. Quỷ tới, quỷ tới, quỷ tới. Quỷ tới, quỷ tới, quỷ tới. Yeah. Này thì chạm với chúng tôi à. Bế là như thế nào anh? Chụp phải, chụp phải. Chụp trái chứ, chụp phải chứ. Rồi. Bế ở đâu? Hạ xuống, à hạ xuống ở đây. Cái ghế ở đâu ấy nhỉ? À đây rồi. Đấy. Không sao hết. Không sao nữa. Không sao hết. Kết ra làm quỷ. Tao ghép tức. Tính là sao quá. Ok. Ôi trời ơi, cái ghế gần vậy. Thôi xong rồi. Ôi đéo được anh ơi. Chạy đi em ơi. Chọn được. Chọn lại. Trời ơi, tôi nằm bên cạnh tôi rồi. Không sao anh ơi. Hai đứa mình gặp nhau là cái duyên rồi. Tha tôi đi két ơi, tha tôi đi két ơi. Ok. Anh Quân sao thoát được vậy? Ai đây? Sợ ma quá anh két ơi. Ôi trời ơi đừng. Ai đây? Ai đây? Hay lắm anh ơi, quả này nhìn qua một kia. Anh tưởng cái búa này là búa cho cái đầu này chứ. Má máy sửa lâu quá. Em sẽ bay cho nó chuẩn vào là nó sẽ nhanh à.
chưa chết à? À, không phải à? À, không phải à? Anh lại nằm một lần nữa rồi. Em xíu, em sắp xong cái máy à. Mày núp nó đi tao, mày núp đi tao. À, đi đâu con trai? Em bị gột nói em với. Ok, ok. Nó tới thì sao tiếng rồi? Ủa cái thời gian là gì đây? Em không biết. Kiểu quỷ bật á em. Ôi giời. Sao vậy? Ông mình tiền sửa. Sửa càng được càng tốc thời gian. Nó sẽ nhìn thấy được luôn đồ vật hay sao anh? Không biết nữa, anh không rõ lắm á. Cứ nấp thôi. Cố lên tiếng ơi. À. Quên nhịp tim chớp chớp thì lại đéo gì đây. Là gần mình đó, nhịp tim chớp chớp là gần mình. Ôi ôi. Cái máy sửa lâu thế. Ồ lâu mà. Hết rồi, hết rồi. Cái địt còn mày nghe nó. Ờ chết okay. Luôn à. Ồ vậy là nãy giờ đánh tưởng tiến à, cứ tưởng anh quân. Nè. MVP man. Là anh quân đi rồi hả? Anh đi rồi. Ok. Trước khi đi anh đã sửa được thêm một máy rồi. Ê, ba máy đâu mọi người ơi. Ui, người đỉnh thế. Hai cái map này rộng. Đỡ được ai vậy? Này, bên này. Thề. Từ từ, em đang tìm máy. Ok, em thấy máy à? Đứng nó đi, đứng nó đi. Ơ, ơi, đang sợ. Đứng nó kè đi. Rồi, thấy nó rồi, thấy nó rồi. Anh sửa máy này đúng không? Ủa sửa xong máy chưa anh? Chưa chưa, cứ nắp nắp đây. Sửa đi, cứ sửa đi, anh coi cho. À, chết cũng coi được mà. Thì đi em kiếm máy khác nha. Ok. Khó kiếm máy quá. Ơi, ơi, ơi. Sao nghe tiếng nó vậy? Cái máy đỏ là chưa sửa em, còn cái màu trắng là sửa rồi. Đang gần em. Ê, ai mặc đồ giống em là không phải em đâu nha, chạy đi. Ok. Đang giải dạng thành em á. Rồi. Đang gột, đang kiếm. Đang giả đò sửa nè, đang giả đò sửa nè. Đây, giả dạng còn giả đò nữa, what the fuck. Đang giả bộ em á, đang giả bộ làm em á, không phải em đâu nha. Đang rồi, đợi, đợi. Đổi rồi, bỏ rồi, bỏ anh em rồi, đợi giả bộ anh em rồi. Đang gần em, không sao. Đang... Ôi từ. Anh kê được. Cái gì? Nèo. Đang đi kiếm. Xa lắm anh Tinh Di ơi. Ok. Đang đi ngược hướng anh rồi. Xa lắm. Quay lại rồi.
Quay lại ơi, quay lại anh ơi. Quay lại anh ơi. Đang gần em, đang gần em, chiêu đi, đang gần em, đang gần em. Đang gần em lắm, cứ sợ đi. Ôi, sao mắc ơi. Đang gần em mà. Ơ kìa. Em là ai? Em là ai giữa cuộc đời này? Em từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương? Nhảy xuống đi em. Để anh nốc phát nữa nào. Dậy đi. Ui á, ui á. Dậy đi. Cái đó tiếng mà. Dậy đi. Dậy đi. Dậy đi. Làm sao để chạy nhanh được ta? Tiếp. Dậy đi bạn ơi, dậy tiếp đi bạn ơi, để tôi nốc bạn phát nữa nào. Dậy đi. Đéo kìa. Ủa? Còn thắng với fail lì thôi. Rồi lúc đó thì sửa máy đi, đi sửa máy đi. Thắng rồi, thắng rồi. Rồi chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi. Ờ, từ từ. Từ từ, từ từ. Đang rất là con em luôn. Đang giả bộ làm đồ nha, đang giả bộ làm đồ á. Trái, trái. Đứng xa ra, xa ra. Đéo được. Đang giả bộ làm đồ, đang bay làm đồ. Nè, không hiểu sao. Quý vị... Quý vị bị lốc. Cứ cảm chỗ anh... Anh tên gì? Nó khóa máy rồi, nó khóa máy rồi, 10 giây nữa mới sửa lại được. Khóa máy rồi, khóa máy rồi, đừng đừng ra nữa. Cái điện của mẹ. Vướng miệng chỉ là mũ thôi. Vĩnh biệt cuộc đời. Đừng kết ơi. Tại sao lại đừng... Đợi em xíu, đợi em xíu. Đợi em xíu. Đang biến hình đồ. Cái gì? Mọi người đi. Ôi ôi, cái lên, tư lý. Này, này. Trời. Cam sẵn rồi. Này. Đừng có cam liền, đợi đợi đi. À, tự nhiên. Em đợi nãy giờ lưng đó, đợi lâu lắm rồi á. Mà anh cách lại quay lại cam á chứ. Lắc đít đi. Lắc đi. Thề. Đồ toi. Này thì lắc này. Anh cũng linh động như vậy. Trời, ta lắc một xíu đi. Ok, sửa đi anh Tiến ơi. Sửa đi. Đi đi, lắc đi, đi lắc đi. Sửa đi anh Tiến. Đem câu. Lắc đi, lắc đi này. Sắp chết rồi. Sắp chết rồi, lắc đi này. Ok. Lắc rồi, lắc rồi. Đừng, 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 đừng. Lắc đi. Đừng lắc nữa. Các con ghi chuyện được không? Định làm con gấu bông. Hay quá Thầy Lì ơi. Bài thơ à. Nữa hả? Lắc đít đi, lắc đít đi. Oh. Em có cách. Anh quay lại được không? Anh quay lại được không? Quay lại làm gì? Hỏi tao quá hả? Lắc đi đi. Tâm sự do anh Tiến đó. Lắc đi đi phê lì ơi. Trời đất ơi. Trần đời tôi quá mệt mỏi. Còn đúng một mạng nữa thôi đấy, chết luôn nè. À, cái cục, cái cục. À, em sắp bắt cái cục nhỏ nhỏ rồi.
Ừ, phải là vậy, bao nhiêu chỗ em không chạy, em chạy gần cái ghế làm gì vậy, phải là em không biết đó cái ghế. Em không biết có cái ghế thì... Nhưng mà cứu được anh, cứu anh này bất rồi. Sao đâu, để cứ, mọi người cứ. Ở đâu vậy? Thắng, làm đi Thắng. Từ từ anh ơi, đừng, đang đi kiếm đó, đang kiếm đồ đó. Anh tính cơ sở đi. Ủa? Không, Thắng chưa chết à? Chưa, Thắng chưa chết, Thắng đang chuẩn bị cứu em. Ừ. Mà anh Thắng okay. Đi à? Ủa? Con ghi coi, dễ thương nha. Hóa ra nợi. Kéo để ý. Ôi ơi, mọi người điện thế. Mày điện chứ, không thôi để thằng cá thắng sao? Cái đồ yeah. Đúng mày giờ. Ok luôn. Ai đấy? Đúng nhỉ? Thắng ơi. Nhớ yeah. Mọi người cháy hết rồi, còn em với lại Feli thôi. Ủa là tiếng chết luôn hả? Ừ. What the fuck? Làm cái thùng gì? Nó biến thành đồ vặt rồi nghe. Đó, thấy chưa? Thấy cái thùng không? Thấy nè. Dạ. Biến ảnh gì rồi vậy? Biến lại thành người rồi. À. Biến lại thành người rồi. Cái máy không phải chỗ đó đâu, tôi sửa được nửa cây rồi. Quay một vòng đi, quay vòng đi Thắng. Máy này sửa rồi. Còn một cái tôi máy chưa sửa ở xa tôi lắm. Tôi đem thấy máy luôn ấy. Thề. Chẳng là rầu, đỏ là chưa thôi. Cái đó. Em biết mà. Má bây giờ đi tìm máy nữa, mệt mỏi dữ vậy trời. Còn 3 phút đấy mà. 3 phút là thua ấy. Đang tìm máy anh ơi. Cutting. Máy chúng nó như sửa đỏ rồi. Đỏ kìa. Đó đâu? Kìa. Cái này sửa rồi đúng không? Chỗ Thắng đó. Đúng rồi, hay là ơi. Máy này sửa rồi mà. Đúng rồi. Cái này sửa, xong rồi cái này. Xì bay cho cẩn thận nha. Không, nói chung là canh space sao cho nó cẩn thận thôi. Cứ sửa đi theo liệt, nó biến thành cái thùng máy, em đang tìm máy. Nó biến thành báo gạo rồi nha, nó biến thành báo gạo quả bi. Báo gạo. Chóng đâu. Nó chóng dữ chưa? Ship là chạy nhanh hơn. Rồi chóng. Nó chóng rồi. Bay màu luôn rồi. Em thấy nó rồi đấy. Em biết là cái thành cái thùng mà sao nó thấy nữa ta? Hề luôn. Thấy chứ. Đợi em xíu. Để bắt hợp lý quá. Sửa đi. Em không có thấy máy sửa. Máy sửa gần anh. Ai cái máy lận, cái máy hồi nãy mà anh đang sửa. Rồi em thấy rồi. Hiểu không? Hiểu cái chỗ mà máy anh đang sửa không hồi nãy. Lúc đầu hiểu nhưng mà một mình em không thể nào sửa được đâu, em nói thiệt em yếu lắm. Nhưng mà anh tin em làm được. Bây giờ nó cao lên rồi, em ra cũng vậy à. Đang cao rồi. Mà cái anh nghe cái máy nữa khó rồi. Má anh nghe cái máy nữa. Kết. Đừng lấy cái máy đó, lấy máy khác đi. Còn cái nữa. Còn cái là ở đâu? Từ từ. Mình nói cầm cho mình chứ. Anh cầm đồ. Hmm.
Ừ đúng rồi, Feli, anh đi qua lấy cái máy đó đó, đừng có lấy cái máy ở chỗ anh nữa. Cái nào vậy? Máy xa xa đằng kia đó hả? Đúng rồi, máy xa xa đằng kia đó, ừ. Thôi 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 thôi. Máy xa xa là máy nè. Ờ đi 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 đúng rồi đúng rồi, tới luôn tới luôn tới luôn. Nó đã biến thành thắng rồi, nó đang biến thành thắng rồi. Sửa đi sửa đi. Cứ ấy đi, cứ ấy đi, cứ sửa đi rồi. Anh sửa đang sửa. Rồi đi 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 sửa đi. Ai ăn? Choáng nó, choáng nó. Choáng sao? Đồ vật phải đó, bước nhảy sang con người nó là choáng được. Đó. Ui chà ơi, chạy đi. Cứu em. Sao sao? Đi cơ mà. Giống nói lừa két là đi qua bên bên kia. Lại mới nào. Phải lì ấy lắc mông đi, cho phải lì xong đấy. Lắc mông đi để khách chém phát nữa nè. Không gì nữa. Lắc cái gì nữa? Ơ kìa, sao dục xúc như vậy? Lắc điên quá. Toàn cút luôn. Hay rồi. Khó, game khó mà. Ừ, nhưng mà vui mà. Vui vui vui. Vui phết rồi. Con này mạnh quá, con này Amita quá, chơi ít người mạnh quá.